Mấy giờ rồi? Mấy giờ? Đầu tiên mình tao xin giường. Giờ thì 6 giờ mấy. Vậy? Anh tin 6 giờ 19. 6 giờ 19 hả? Đó, tôi đều nha. Đó, cho tôi cho đều. Tôi đều. Đó, mọi người cũng nhắc tôi cho đều nha. Cái heo tôi là màu đỏ. Cho mấy cái con này. Tôi đều và tiếp tục tàu tôi đều. Mọi người cũng nhớ tôi cho đều nha. Tiếp hèn tên ngoài lạ. Rồi một cái chân tôm nha. Bao tôm. Đó, cho tôi để một kem. Em ơi cũng nhớ tôi cho điện nha. Quay vào và tiếp tục tôm. Tôi đi vào. Tiếp tục tô và đồ màu cho nó nha. Sáng trời. Tôi đi. Mình sẽ cố gắng tôi cho đều nha. Tôi đều. Cố gắng đồ cho đều nha. Đó, có một kem. Tiếp theo mấy cái càng của nó. Mình dẫn cái tô màu cam nha.
tao đèo. Tiếp được tao nữa nha. Tao đèo. Cho kỹ nha. Rồi sẽ tôi mấy dạng san hô này màu xanh lá cây đậm. Bắt đầu tô nha. Tô đều. Mình đang tô màu xanh lá cây đậm nha. Mày hút sớm kia bây giờ anh? Mùa cũng chết rồi, mới hút sớm chiếc 6 giờ mấy tới lúc tao làm được. Xong 7 giờ hút pha cà phê tầm tao chơi game. Càng gì hút sớm cơ đó, 7 giờ hút rồi cũng được. Mùa cũng chết. Đi mất làm cà phê đi. Chở mất kia luôn. Đó, sẽ tôi cho đều. Đó, 12 giờ đi ngủ mà ngủ chờ 8 tiếng. Ủa? Đó, 11 giờ phải đi ngủ, ngủ mới chờ 8 tiếng. Đó, tôi đều nha mọi người. Đặt bố sợ đi hết. Hết gì? Đặt bố tôi sợ đi, tao mất rồi bị hết tôi. Thì kệ đi, đặt đại đi. Ai hất hất nhầm khi tao ngủ tao không hất đâu. Tao đi chợ nữa mà. Mày đi chợ không? Đi chợ vui lắm á. Tao có đi chợ buổi sáng rồi. Sáng chợ bánh nhiều á. Thì mình đã tô xong rồi ha. Thì đây chính là thành phẩm bức tranh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp nha. Bye bye.